Mỗi lần Hà Nội Hải Phòng gặp nhau ở sân chơi V-League, đó đều là những trận chiến thực sự. Thậm chí, đôi khi cuộc chiến đó không chỉ mang sức nóng dưới sân, nơi cầu thủ hai đội thi tài, mà còn cả trên khán đài với sự cuồng nhiệt của khán giả hai bên. Xét về thực lực nói chung, Hà Nội FC tỏ ra mạnh mẽ hơn Hải Phòng rất nhiều, với lòng cốt là những tuyển thủ có sức mạnh và kỹ thuật rất tốt. Bên cạnh đó, phong độ của nhà đương kim vô địch của mùa giải này cũng hết sức tuyệt vời. Mặc dù chỉ quân ở 3 đấu trường, nhưng ở sân chơi nào thì thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng đều làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Sau khi giai đoạn ở V-League 2019 kết thúc, Hà Nội FC đã về ở vị trí thứ hai với chỉ 2 điểm kém hơn đội đầu bảng Thành phố Hồ Chí Minh. Dẫu vậy, cũng phải nhìn lại phong độ sân khách của đội bóng thủ đô. Nếu chỉ tính riêng ở các giải quốc nội, trận đấu trên sân Thiên Trường trước Dương Nam Hà Nam Định ở vòng tứ kết cúp quốc gia mới là trận thắng đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm bên ngoài sân hàng đẫy ở mùa giải này. Dù vậy, việc giành chiến thắng trước đội bóng Thành Nam cũng tạo ra sự tự tin nhất định cho nhà đương kim vô địch trước trận đấu làm khách trên sân Lạch Tray. Với đội chủ nhà Hải Phòng FC, phong độ của họ ở mùa giải này không thực sự tốt. Trong 10 trận đấu gần nhất, thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng mới chỉ có 2 chiến thắng, 3 trận hòa và có đến 5 trận thua. Tuy nhiên, được trở về thi đấu trên sân nhà vẫn là lợi thế lớn cho đội bóng thành phố Hoa Phượng Đỏ. Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng mới để thua duy nhất một trận, hòa 3 và thắng tới 3 trận tại V-League năm nay. Hơn thế nữa, trên sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng mới chỉ để cho Hà Nội FC giành được một điểm duy nhất kể từ năm 2016 tới nay. Trong những lần đối đầu trước đây, cầu thủ hai đội cũng thường phô diễn lối chơi dàn với nhau. Kể từ năm 2014, đã có tới 3 chiếc thẻ đỏ được các trọng tài rút ra trong những lần đối đầu của hai đội tại thành phố Cảng. Chắc chắn, nhiều người hâm mộ vẫn còn nhớ trận cầu căng thẳng năm 2014 trên sân vận động Lạch Tray khi Hoàng Vũ Samson và Đông Đức Thắng không còn giữ được cái đầu lạnh. Với tình hình lực lượng, Hà Nội FC có cuộc lột xác ngoại mục trước giai đoạn lượt về V-League 2019. Bằng sự bổ sung lực lượng cho các vị trí bị chấn thương, trong đó là chân sút Papa Aibukibe chuyền đến từ Slovakia. Mùa giải vừa qua, cầu thủ sinh năm 1989 này đã ghi được 24 bàn thắng sau 25 trận đấu, góp công lớn giúp NK Tana Sejana đoạt ngôi nhì bảng và thăng hạng thành công. Ở vị trí hàng thủ, việc bổ sung Đinh Tiến Thành từ câu lạc bộ Thanh Hóa cũng là phương án tốt mà Hà Nội FC sử dụng để thay thế cho sự vắng mặt của Đình Trọng. Trong khi đó, đội chủ nhà Hải Phòng phải chia tay hai cầu thủ thường xuyên góp mặt trong đội hình chính là Vương Quốc Trung và Đình Bảo. Tuy nhiên, đội bóng này cũng nhanh chóng đem lại một tân binh vừa lạ vừa quen, đó là Hoàng Vi Sai. Hậu vệ này từng chơi ở V-League từ năm 2006 và chuyển qua 8 đội bóng khác nhau với 145 lần là sân cho những đội bóng mà anh từng khoác áo. Với những yếu tố lịch sử và mục tiêu riêng của mỗi đội, trận đấu tâm điểm vòng 14 Quick Up 247 V-League 2019 giữa Hải Phòng và Hà Nội hứa hẹn sẽ là cuộc quyết đấu hấp dẫn và đáng chờ đợi. Trận cầu này sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 8 tháng 7 trên sân vận động Lạch Tray,